và xin chào anh chị em đến với kênh YouTube của mình. Đây, như anh chị em đang xem, đây là cái home bảy lươn 60 rất là đẹp các bạn. Mình làm bằng tre già các bạn nhé, tre già nhưng mà tre hỏa các bạn nhé. Đấy. Đấy, rất là đẹp các bạn. Cái home này thì lươn khoảng 1 cân đổ lại các bạn nhé, nhưng mà mình thấy là lươn giờ nó cũng không đến 1 cân nữa. Hiếm khoảng 5 lạng là to lắm rồi. Dạo này mình máy mình bị hỏng nên là không quay video cho các bạn được. Đấy, với đi thay cái màn hình nó bị bể. Thì hôm nay mình review cho các bạn những cái home lươn trong năm mới này. Năm mới này mình sẽ cải tiến hơn về chất lượng cũng như màu mà chuẩn hơn, các bạn có thể tiện dùng. Đấy, các bạn thấy không? Đẹp nhé. Tre là phải đều các bạn nhé, mỏng quá cũng không được mà dày quá nó cũng được. Nhìn nó đòn thấy cả đẹp luôn, rất là bền luôn. Hàng đợt này rất là đẹp luôn các bạn mà hàng thì cứ alo cho mình. Hiện tại thì mình dùng hai số điện thoại nhá, đuôi đều là 2592 cả các bạn nhé, cho dễ sử dụng. Một số việc theo, một số Vina. Sản phẩm bên mình thì rất chuẩn với các bạn, có thể bán. Có một số anh em bán sau này thì giá nó rẻ hơn, nhưng mà các bạn muốn mua bên kia thì cũng có nhé, thoải mái. Bên mình thì thấy là không có tranh giành cái gì đâu, ai thích mua đâu mua. Đấy. Mà bên mình là bán đắt nhất luôn, giá cả cao nhất trên thị trường. Khác nơi khác thì họ bán rất rẻ, còn bên mình thì nguyên giá, năm này qua năm khác không tăng không giảm. Rồi, xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn chương trình sau nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để năm mới này có thể đạt được 10.000 subscribe nha các bạn. Rồi, chúc các bạn năm mới mạnh khỏe nhé, làm ăn may mắn.